Khi có sức khỏe, chúng ta có thể chăm sóc tốt gia đình và người thân. Khi có sức khỏe, chúng ta mới theo đuổi được sở thích, ước mơ và tận hưởng những điều tốt đẹp từ cuộc sống. Thấu hiểu điều đó, BNC Medifarm luôn quan tâm và nỗ lực mỗi ngày để góp phần đem đến cho mọi người một sức khỏe tốt, hướng đến một cuộc sống trọn vẹn nhất. BNC Medifarm với triết lý nhất tâm sinh, sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc trọn từng giây. Vào đầu những năm 90, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội và nhận thấy cơ hội từ những chính sách thúc đẩy kinh doanh nhà thuốc tư nhân, Chủ tịch Phan Đăng Bình đã mở nhà thuốc đầu tiên tại 61 Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trong quá trình phát triển, để tích lũy thêm kinh nghiệm, ông đã quyết định trở thành thành viên của tổ dược khoa nghiên cứu và điều trị sốt rét vào năm 1994. Năm 2000, sau những nỗ lực trau dồi kiến thức và kinh nghiệm không ngừng, Chủ tịch Phan Đăng Bình đã thành công bảo vệ luận án thạc sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2004, khi nhận thấy tiềm năng của ngành dược phẩm chức năng Hoa Kỳ, ông tới đất nước tiên tiến này để học tập và công tác trong 8 năm. Năm 2010, với khát vọng tạo ra một doanh nghiệp mang đến những sản phẩm ưu việt bảo vệ sức khỏe cho người Việt, Chủ tịch Phan Đăng Bình chính thức thành lập công ty Bình Nghĩa, chuyên nhập khẩu và phân phối những sản phẩm thực phẩm chức năng chính hãng chất lượng cao của Mỹ về Việt Nam. Sau 6 năm hoạt động, công ty Bình Nghĩa được đổi tên thành BNC Medifarm với bộ nhận diện hoàn toàn mới. Không chỉ là tên gọi, BNC còn chứa đựng những khát vọng của cả một tập thể, những con người tâm huyết với nghề. Trên lộ trình phát triển, BNC Medifarm thường xuyên tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường, làm việc trực tiếp với khách hàng và hiểu được nhu cầu thực sự của họ. Từ đó, tìm ra công thức và giải pháp phù hợp với mỗi đối tượng, mỗi lứa tuổi khác nhau. Dựa trên những tiến bộ khoa học của ngành y dược thế giới, BNC Medifarm đã hợp tác sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm cho nhiều hãng dược nổi tiếng khác của Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu. Nhờ vậy, BNC Medifarm đã giảm tải được các chi phí trung gian và mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao với mức giá tốt nhất, đem lại hiệu quả đặc biệt trong việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, bệnh tim mạch, tăng cường miễn dịch, phòng chống ung thư, được phân phối tại các bệnh viện đầu ngành và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. BNC là Bioactive Natural Complex, là cái sản phẩm công thức mà được nghiên cứu có tác dụng sinh học đối với cơ thể con người. Thứ hai nữa là cái BNC là Bring Nature to Close, mang những cái tinh hoa của thiên nhiên về với con người, về với chúng ta. BNC là Beauty Nature Corporation, kết tinh của những cái tinh hoa của thiên nhiên để tạo ra được một cái sắc đẹp về cả thể chất lẫn tinh thần. Và cuối cùng là BNC là Bình Nghĩa Company. Thương hiệu BNC đã được bảo hộ đăng ký độc quyền trên toàn thế giới. BNC Medifarm, đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm y dược tốt nhất, luôn tâm niệm đặt nguồn gốc chất lượng sản phẩm lên hàng đầu để mang đến cho cộng đồng một sức sống mới, an lành, phúc hạnh. Nhóm sản phẩm về sức khỏe sinh lý nam nữ như Kinh Siêu, Vua Hải Cầu, Eluna. Nhóm sản phẩm làm đẹp Bigermark 1350, Eluna. Nhóm sản phẩm về xương khớp Bizicare, Bizicare Max, Nớt Cardebon. Nhóm sản phẩm về tim mạch, huyết áp Bicozimax, BQ10, BQ10 Max. Nhóm sản phẩm hỗ trợ điều trị về gan Bigermax 1350, Funadin. Nhóm sản phẩm về thận và tiết niệu Funadin, Super Power Uric Clean. Nhóm sản phẩm về não Super Power Neutromax, Bicognimax, Meta PF 100. Nhóm sản phẩm về phổi PL Chemax, Funadin. Nhóm sản phẩm về trĩ Behemax. Nhóm sản phẩm về mũi hầu họng, xịt mũi người lớn và trẻ em BNC Spray Solution, nước súc miệng BNC Maurice. Nhóm sản phẩm điều hòa giấc ngủ gồm hai sản phẩm là BM Natural Pro và Beta BS 100. Nhóm sản phẩm tăng cường miễn dịch gồm Binutafit, Oncoset RX, Bigermax 1350, Funadin,
PL Caremark. Trong gần 10 năm sống và học tập làm việc ở bên Mỹ thì bản thân tôi là người đã kết nối hợp tác với trực tiếp với các hãng dược nổi tiếng, trong đó có các hãng như là Vesta Pharma, Vitacare Pharma, Fine Living Pharma, Zurich Pharma, Enrinity Supplement, Captech Software International, Veda Biology, Pharma Center, Zaro Formula, Onel, vân vân. Thì đấy là những cái doanh nghiệp dược, những hãng, những nhà sản xuất rất là nổi tiếng ở bên Hoa Kỳ. Thì sau khi thành lập ra công ty Bình Nghĩa thì chúng tôi đã xin phép Bộ Y tế đã nhập khẩu, và BNC Medifarm đã thành công trong việc kết nối và đưa những cái sản phẩm tốt nhất của Mỹ và phù hợp nhất về cho người dân Việt Nam. Nhóm sản phẩm này được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có nguồn gốc rất là rõ ràng và đã được qua sự kiểm nghiệm của Cục An toàn Thực phẩm Chức năng Bộ Y tế, được phân phối trực tiếp từ thị trường Việt Nam nhờ qua công ty dược Bình Nghĩa. Cho nên tất cả các khách hàng có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm này. Mình dùng Rutrim, sữa ông chúa và OQ10. Mình đánh giá là đấy là những sản phẩm thật chất của Mỹ, rất có chất lượng. Được biết sản phẩm của BNC Medifarm có nguồn gốc tự nhiên, được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ nên tôi mua về làm quà cho người thân trong gia đình, giúp nâng cao sức khỏe tinh thần, và người thân của tôi trong gia đình đều thích sản phẩm này vì giá cả rất là hợp lý và sử dụng hiệu quả sử dụng của nó rất là cao. Sau khi tham khảo một số sản phẩm trên thị trường thì mình đã quyết định chọn Super Chain H3 của công ty BNC Medifarm. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm này thì mình cảm thấy rất là hiệu quả, cảm thấy mệt mỏi stress tan biến, và đặc biệt là làn da của mình thì đẹp lên trông thấy. Tiến sĩ Phan Đăng Bình đã lựa chọn cho mình phương châm sống và làm việc gói gọn trong 3 chữ nhất tâm sinh. Nhờ những sản phẩm chất lượng, hiệu quả tốt được người dân tin tưởng sử dụng, giới chuyên môn đánh giá cao, đưa thương hiệu BNC Medifarm lên một vị thế mới. Với mong muốn đóng góp vào công cuộc an sinh xã hội, giúp người dân được bảo vệ sức khỏe tốt hơn, BNC Medifarm thường xuyên tổ chức khám bệnh miễn phí và chia sẻ về cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho mọi người để người dân hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. Với những đóng góp của mình, BNC Medifarm đã vinh dự nhận được các giải thưởng cao quý như kỷ niệm chương cho doanh nhân tiêu biểu từ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, dành tặng cho Chủ tịch Phan Đăng Bình năm 2014, top 100 sản phẩm chất lượng cao do tạp chí và người tiêu dùng bình chọn, chứng nhận doanh nhân Việt Nam xuất sắc dành tặng bà Lại Thị Thu Hà, giải thưởng bông hồng vàng nữ doanh nhân Việt Nam xuất sắc dành tặng bà Lại Thị Thu Hà, chứng nhận đơn vị tích cực tham gia và đóng góp vào thành công chung của triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 24 của Bộ Y tế năm 2017 và rất nhiều giải thưởng cao quý khác. Đến với BNC Medifarm là con đường ngắn nhất để bảo vệ sức khỏe cho mình. Thứ hai nữa là BNC Medifarm là một cái địa chỉ tin cậy để các anh các chị gửi gắm, lựa chọn cái giải pháp chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Thương hiệu BNC Medifarm đã ghi lại dấu ấn khó phai trong lòng khách hàng và các đối tác. BNC Medifarm sẽ luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. BNC Medifarm với triết lý nhất tâm sinh, sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc trọn từng giây.